Hello tất cả mọi người, chào mọi người. Hôm nay ở Sài Gòn mọi người có chỗ rồi mưa, có chỗ không mưa. Chỗ của Hân Trần thì mưa ở bên quận 2 á mọi người. Mà qua tới Lan Quế Phường thì không mưa ha. Trời thì chuyển thôi à. Ở đây thì không có mưa nha mọi người. Đầu giờ có khách ở đây nha. Đó. Rồi hello mọi người nha. Đó, chúc mọi người buổi chiều thứ năm vui vẻ nha. Ủa bị mắc mưa hả? Ủa bên quận 2 mưa quá trời. Em tưởng mới tắm ra chứ. Em tưởng mới tắm qua đây á. Bên quận 2 mưa lớn mà. Mưa lớn lắm. Ờ bên đây nãy giờ muốn âm mưu muốn chuyển mà không có mưa. Rồi chết là tội nghiệp thân thân muốn gì trời. Ủa trời. Quận 2 chị. Em phải đồi mà anh á. Hả? Phải đồi mà. Rồi vô chậm á. Em theo đồi. Sao đầu giờ chiều lại em bị người này người kia sao kỳ vậy trời. Hồi nãy thì bé kia giờ bé này, mấy bé này giờ dưới kỳ cục quá. Thôi chị mới xúc miệng má, chị xúc rồi. Miệng quá trời. Đó, mọi người ơi, mọi người con biết quên không? Mọi người nhớ đăng ký kênh Mảnh chưa? Mọi người. Đó, đó đây là gỗ cá viên buổi đầu chờ chiều nha, chuẩn bị chất lên xe bán nha. Đó. Đợi cho Hân thảo ngoan lắm nha mọi người. Nói gì vậy? Nói em ngoan lắm. Cảm ơn nha. Đó thì mọi người ơi, ra ăn ủng hộ cái chi chi nè, em đi thứ năm rồi nè. Thứ năm là thứ năm, tuần cuối tuần rồi đó. Ngày mai là thứ sáu, mốt là thứ bảy, mốt mới là chủ nhật rồi. Tuần qua tuần lẹ quá, ngày này qua ngày kia. Đó, cái viên chi vẫn bán mỗi ngày nha mọi người. Đó, bây giờ em đang chiên phần 75 nghìn. Ừ, giờ bán được không ạ? Nãy giờ bán lai dai ăn, nãy bán trên app được 350. Người ăn ủng hộ 200, người ăn ủng hộ 150, đem về. Đây, thanh niên hay cà khịa dạ Hân lắm nha mọi người. Cái mặt đó mọi người thấy cái mặt gian đó mọi người đó, anh Hân quay gần đi zoom cái mặt nó ra cho mọi người biết cái mặt nó gian cái cỡ nào. Đấy chứ mọi người gan cái gì chịu ủng hộ em đi, gan đi vui vẻ mọi người ơi. Đó, hôm qua tình hình buôn bán cũng lai ra, em mong là ngày nào buôn bán xe cái gì chịu của em nó cũng được đánh dậy đó. Ngày nào cũng nó cũng không có cần mà gọi là đông lắm, ngày nào bán gì hết là được vậy. Rất là nhiều em bán. Ai đầu chất rồi em? À thì em nghe đồ ngủ chậm. Qua sớm không? Em không biết tới ra mấy giờ nữa mà hồi nãy em hỏi đó không, bà ngủ chậm. À, anh vô anh cũng thấy bà ngủ không chậm mà. Đó, công chúa đó. Giờ còn danh hiệu Hoa hậu Đại Dương mà em. Thôi phải xuống rồi em. Giờ ai lên rồi? Hoa hậu Đại Dương giờ không ai lên nữa. Giờ ai ra chút ngôi phải đi, phải xuống rồi. Buôn bán mới vô cầm phải ngủ hoài. Khách ngoài đây mà mới vô cầm phải ngủ. Vậy mà em tưởng anh Hưng tắm ra. Không có mưa, bị mắc mưa quá trời luôn. Mưa lớn. Không mà mình nói chung so ra bữa nay nóng. Rồi vô thảo mai lắm rồi mọi người. Cái gì? Thảo mai. Đó, mình cho khách nè mọi người. Chắc không tình. Em tắm chưa vậy hả? Tắm rồi em mới được không? Tưởng chưa tắm chưa? Rồi em tắm. Anh dắt vô cái tiệm hớt tóc ngay chỗ bãi giữ xe nè. Hồi nãy anh đi lại cái mấy bả ghẹo anh quá trời, bả hỏi thằng Quang đâu. Kêu Quang. Anh vô tắm cho anh chứ. Đây khách đầu giờ nha mọi người. Có người đòi tắm cho anh cũng hả? Ờ, tắm tốn tiền chứ đâu phải là tắm không đâu. Ủa mà tắm thiệt không hay là sao anh? Hớt tóc, rái tay, cạo lông rồi đó. Cạo lông gì? Giấy lỗ tai rồi đó. Trời ơi, hớt tóc, rái tay, cạo lông. Cạo lông gì mới được chứ anh? Ờ, lông giấy lỗ tai. Lông mặt, lông mày rồi đó. Trời ơi, em không... Tiệm đó, tiệm làm tóc. Mấy em bé đó ở đó thì cũng mô đen lắm. Trời ơi, hay quá chị ơi. Cậu nói gì xấu gì vậy? Không, nhỏ nó bữa nay nhìn thấy anh Hưng ướt dữ là chị Thảo nói là hỏi sao anh bị mắc mưa. Trời ơi, cười. Đâu là tại nói xa quá không có nghe. Nói lớn lớn lên rồi để cho mọi người ở trong clip rồi ta nghe cho nó vui. Đó thì mọi người đọc về chị ra ăn ủng hộ giùm em nha.
đó. À, anh Khoa chưa? Đầu giờ giờ ra chưa em? Chưa, nãy giờ em thấy xuất hiện. Anh này nãy ăn xíu rồi, em ăn gì chưa? Dạ em đang ăn mì quá, dạ anh Hưng ăn không? Thôi anh không ăn. Đây mì, ăn có sức khỏe. Mì. Ôi, không ăn cơm ăn mì vậy, nóng với mồ. Không mà nó ngon. Đó mì trộn nha mọi người. Đó chuẩn bị em chất cái này lên xong em vô em ăn nha. Để đi cho con. Ăn ngon mẹ ăn ngon. Ở đâu làm vậy? Ở bên chị Xuân. Mẹ ăn bên á. À mẹ bên à. Em bên bán cà phê bán mì trộn luôn nha mọi người. Mọi người ra đây ăn cái viên chiên nè, ăn phở được giùm em nè. Và có nước đồ uống nha mọi người, địa chỉ là 258 A Nguyễn Chí Lai, phường 8 quận 10 nha. Quanh Hưng về sớm mà phải không? Đâu có, anh Khoa về anh mới về. Lúc đó anh Khoa về mặc áo dài chạy về á, rồi kẹo kêu rủ em đi đêm rồi đó, nhớ không? Ờ đúng rồi đó, lúc đó xong rồi là anh Khoa về liền á, rồi anh ngồi xíu rồi anh mới về. Vậy hả? Từ đây chạy nhà anh nửa tiếng không? Cũng hơn nửa tiếng chứ. Hơn gì? Thấy giờ hơn sao? Thấy giờ hơn sao mà anh Khoa cứ ghẹo hoài á? Giờ hơn đẹp gái anh Khoa mới ghẹo. Hồi nãy em nói là ăn lỏng nó ăn mì trộn. Em kêu là lấy cây lúc xích đi. Em kêu lấy cây lúc xích ở dưới rồi, tính giá hơi cao xíu. Nó không chịu. Lấy cây lúc xích thì khó ăn lắm. Em kêu bây giờ nè, cây lúc xích nó 10 ngàn thì lấy cây lúc xích này đi thêm 10 ngàn. Thôi im đi. Nãy ăn kia giờ tới ăn này. Cái nhĩ ngay làm cơm chiên á. Sao mấy người này dí kỳ quá. Thôi bây giờ bye bye mọi người nha. Em chúc mọi người coi clip của anh Hưng vui vẻ một em chúc mọi người coi clip của anh Hưng một buổi chiều vui vẻ nha mọi người. Và mọi người đừng có quên hãy ăn cái viên chiên giùm em, găng phở giùm em, với lại ra uống nước giùm em nha mọi người. Nhớ đăng ký kênh của anh Hưng nha. Anh Hưng là Loto LGBT nha mọi người. Chị đứng chị giái sao chị thấp nhang. Nội giái đó cái đó là chị cúng kiến mà em. Đâu có gì sao mình thu hồn của mình không có phá. Ủa nó bậy, nó bậy cái mình mấy này thì cái đầu bị gì nha mọi người. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ và nhớ đăng ký kênh anh Hưng giùm em là Loto LGBT nha. Đó bữa có hai bé kia hỏi kênh anh đó. Dạ hả? Ờ em mới hỏi anh đó. Thấy em quay quá hai bé nó nói ủa chị cho em hỏi cái kênh đó của anh đó. Em nói Loto LGBT mà hai bé không biết cách bấm sao, em bấm em mới hỏi anh đó. Kênh hay kinh em? Cái kênh của anh. Trời ơi cái này chằn dây luôn. Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi cảm ơn em, ăn mì đi. Em ăn cái em đói bụng quá. Bye bye nha mọi người. Đó đầu giờ cập nhật cho mọi người xem bây giờ Gia Hưng ăn lấy suất để lá hồi có bán cái viên mọi người. Rồi cũng không được ăn luôn, khách vô nữa rồi. Quên cái áo, khách quên cái áo hơn nè. Không mất áo mà mọi người. Rồi vô thăm đồ ai đồ chất nha mọi người. Vivi ngồi làm cái viên chiên mọi người. Rồi hai đồ đang ngồi dưới là anh Quang. Hết rồi, chắc mới có hai ba người à. Về cái vấn đề khách mà hỏi em chi. Ngồi đây chơi với em. Trời ơi, mày thấy anh Hưng cái mình ngồi đi chơi với em. Mà biết lụa mà giờ không có cho ai quay cho một lý với Hưng rồi đó. Hưng đang quay đó cũng cho dán cái miếng sơn bát gì kỳ vậy má, dán đâu che hai mắt bà lợi vậy. Hoa hậu đại dương chắc rồi nó giờ Hưng nói chất bây giờ hết làm hoa hậu đại dương rồi xuống chất rồi xuống chất rồi tiền mà trả cái dương mình để được ta. Chớ chào mọi người cái mà chớ. Trời ơi đẹp một cái bú ở đâu hoài vậy. Bú đẹp, bú hoài à. Chất biết cái đó là gì không mà kiểu bú, chất bú bú đó không? Cái đó là thuốc ca cha. Thuốc lá điện tử. Cái đó là thuốc lá điện tử. Mặc bộ đồ mặc hai bên ngày vậy trời. Giống tập quá. Qua mặc áo thun sọc. Đó, sọc trắng, sọc đen. Bộ đồ mặc hai bên. Chứ đâu phải giống như idol mới mặc mấy ngày á thì có. Đá banh đó, tối cùng nó đánh đời nó trúng quá trời. Lắm không? Đúng quá trời luôn. Đúng 18 hả? Số 18 đâu? Nha cái đêm số 18 theo không? Ai chết nữa hả? Rồi, bác sĩ vô nữa rồi. Tới tử rồi. Tới tử rồi. Đây là
Con gái rồi, chích phê luôn hả? Chích bên đây đi. Ủa nhà phải chạy vô đích kìa, bữa nay vô đích kìa. Chích đâu? Này. Chích đâu? Hôm nay mình sớm về bé. Quang, học chích đi, chích cho chất đi Quang. Có rồi. Mở chè là bác sĩ. Mơ đi. Bác sĩ đó. Chích luôn mình lặng đi. Bác sĩ đuôi. Bác sĩ đuôi. Nói em bác sĩ đuôi vậy. Chích lần cho, chích lần luôn được không em? Chích lần cho chích lần lần. Chích lần tàu đi. Em chích lần lần tàu đâu vậy. Có bệnh đâu mà chích anh. Trời ơi, cái dung quá ai vậy. Anh này mới sống chuỗi lần một. Chích cho bà vô nguyệt tử mà tử không bây giờ. Nó nghe quá hay nghe. Ồ, nói nhiều. Chích bao lâu vậy. Mạng sống của bà vô nguyệt kim này á. Rồi, chích bà đi. Mới nhảy đi vô đồ nè chứ. Vô đầu, vô. Lên. Bé ơi, bé có chích không? Bé chích giùm anh mũi chỗ này rồi. Sao anh thấy cảm thấy mọi người cũng mệt mệt, là yếu yếu à. Đó, có chích không? Chích anh mũi là anh đi luôn á. Em kêu nổ, chứ mà đâm xăng á. Trời ơi, mày quá rồi. Bà nói em gờ, ghé mặt cái gì muốn đi xe. Trời ơi. Chết. Cái đó, chết rồi. Chất ơi, cái đó là thuốc gì vậy mà chích vô? Belicu là thuốc gì má? Trời vậy? Bé nó kêu đó xì ke kìa, không biết phải không, chích vô xì ke. Nay nhức đầu cái gì, dán là... Hay là giả bộ đóng phim đồ thì mình dán vậy ta. Xong rồi chỉ sẵn nè. Vậy sao, có tiền á. Vậy nói gì? Hẹn bấm bấm xong là đẹp lại à? Thôi con bắn ra nó vô trong hay sao? Nó vô trong hay sao? Lâm Viên Hoàng ta kéo trước. Thằng này bố con giả đây à. Trời ơi. Thằng này bố táo không để tiền. Còn cái thằng áo đen thì ba vàng bê đê. Áo đen nè. Ba nén ngưng trầm. Trước luôn kìa. Nó đi ba vàng bê đê á. Ba nén ngưng trầm con xin giấy hồn ba. Được lên hen về chân kia chị nào cũng quét cái bài này vậy. Đêm hôm nay con chân trước quan tài cầu siêu thoát cho linh hồn quan căn nhà này thần. Ủa mày trôn đi dép đâu vậy? Rồi hết rồi. Lòng đâu không thấy người mang dép này đâu. Tại tôi có người tặng được. Ai tặng? Tại tôi. Con người mọc đâu vậy? Cho rồi mày cho coi.